Vì sao dạo gần đây rất nhiều khách hàng của Dương Thành Đức lại lựa chọn cửa cuốn Stador thuộc tập đoàn Oslo? Nó có gì đặc biệt chăng? Giá thành hợp lý, cửa bền đẹp hơn hay còn yếu tố nào khác? Nếu bạn đang băn khoăn chọn cửa cuốn cho ngôi nhà của mình, đừng vội lướt qua mà hãy xem hết video này nha. Lý do anh chọn cửa cuốn Stador bởi vì nó là cái dòng cửa cuốn của Oslo. Nó được sản xuất đồng bộ tại nhà máy. Cái thiết kế vấn đề anh quan tâm nhất là nó sản xuất tại địa phương ở Vân Hồ Nhân Trạch. Cái dòng cửa cuốn này thì anh có một số đồng nghiệp và một số anh chị em đại sai, anh rất là ok và mẫu mẻ anh lại thích nữa. Mà cái quan trọng ở đây á, là anh quan trọng mình để anh thích cái dòng cửa cuốn ở bên Stador này á, là chế độ hậu mãi. Sau khi những cái mà bạn bè anh có trao đổi là vấn đề về nó bị trục trặc kỹ thuật hay là bị vấn đề về mà cửa cuốn á, thì anh em rất là nhiệt tình đến mà hỗ trợ cho gia đình hoặc là cái đồng nghiệp của anh. Thì anh có đi chọn một số mẫu cửa cuốn của nhiều công ty khác nhau, nhưng mà tại sao anh lại chọn Stador? Bởi vì là thứ nhất là nhân viên lôi cuốn được anh, giải thích cho anh được những cái mà nhu cầu của anh được sử dụng thì anh mới chọn Stador, chứ không mà anh đã chọn những cái dòng cửa cuốn khác. Thì chia sẻ với em là từ đầu tới cuối tới giờ thì anh thấy đội ngũ của bên công ty thì cũng rất là nhiệt tình, làm việc thì cũng rất là chuyên nghiệp. Nói chung là mọi thứ ok, không có gì mà phản ánh hết. Thì thật ra là cũng rất là nhiều cái công ty, nhưng mà thứ nhất là cũng gần chỗ nhà anh đây, phần tiền đó sau này có bảo hành hay là bảo trì gì đó. Thứ hai nữa là anh cũng chọn cái sản phẩm Stador này nè, thì tại vì nó cũng đứng đầu thị trường rồi, mà bên công ty cũng đang phân phối cái dòng đó, thì nên là anh chọn thôi. Mỗi chủ đầu tư, mỗi căn nhà thì họ, mỗi chủ nhà họ đã có cái nguồn kinh phí nó sẽ khác nhau, đó, cho nên là họ sẽ chọn tùy vào cái kinh phí mà chọn cái dòng sản phẩm. Đó, nhưng mà nếu mà có điều kiện thì nên mình để dành một chút cái kinh phí để mình lắp cái loại nó tốt nhất. Đó, thì mình sẽ không lo về cái chất lượng sau này. Đó, cái thời gian sử dụng cũng bền hơn. Hiện nay các sản phẩm của Stador đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và sự quan tâm của khách hàng. Điều gì làm nên sự tín nhiệm của rất nhiều khách hàng với sản phẩm Stador như vậy? Cửa cuốn Stador có thiết kế chắc chắn, khó phá hủy, ngăn chặn việc xâm nhập trái phép vào ngôi nhà, tạo điểm nhấn thẩm mỹ, tập trung vào các màu cơ bản và tinh tế giúp tăng độ thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Cửa cuốn Stador được trang bị hệ thống tự động hóa thông minh giúp bạn điều khiển cửa một cách dễ dàng và tiện lợi ngay cả khi vắng nhà. Cửa cuốn Stador được sản xuất tại nhà máy Oslo, thương hiệu cửa cuốn uy tín hàng đầu Việt Nam. Tập đoàn đã cho ra mắt thêm dòng cửa cuốn kinh tế Stador vào năm 2021 với ưu điểm giá thành mềm, tập trung vào các tính năng chính giúp nhiều gia đình có thể sử dụng cửa cuốn chất lượng, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn an ninh cho người sử dụng. Cửa cuốn Stador được nghiên cứu và sản xuất theo dây chuyền hiện đại nhất tại nhà máy Oslo ở khu công nghiệp Nhân Trạch, Đồng Nai. Vật liệu là nhôm nguyên khối tiêu chuẩn 6063T5, mang lại độ cứng và độ bền như các dòng Oslo khác. Quy trình sản xuất và sơn tĩnh điện cho cửa cuốn Oslo được áp dụng trực tiếp cho cửa cuốn Stador, giúp cửa có màu sắc bền bỉ và chống chọi với mọi thời tiết. Vậy tại sao cửa cuốn Stador lại rẻ hơn cửa cuốn Oslo? Hãy nhắn tin trực tiếp tới fanpage hoặc liên hệ qua hotline 0986770081 để được tư vấn cho các thắc mắc của bạn. Cửa cuốn Dương Thành Đức, vững cửa nhà, an sự nghiệp.